Từ năm 2018 đến nay, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh có 56 chiếc thuyền dài trên 6 mét được đóng mới. Thế nhưng, chưa có bất kỳ chiếc nào được cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy phép khai thác thủy sản theo quy định, cho dù ngày nào cũng tham gia đánh bắt trên biển. Rồi nó đăng ký để cấp phù, cho nên lấy đăng ký tên danh sách để rồi cấp phù, tính chủ cấp phù nữa, con rồi về để về chủ trương là về phát động cấp biển số thì cũng cho đi. Có mặt tại trạm kiểm soát biên phòng Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, lúc các tàu cá có chiều dài trên 12 mét đang làm thủ tục xuất bến. Không giấy đăng ký, không đăng kiểm, ngay cả giấy phép khai thác thủy sản cũng không. Nhưng các con tàu này đều được cán bộ biên phòng cấp phép xuất nhập bến. Đăng ký đăng kiểm thì hiện tại có đầy đủ, nhưng mà hiện tại bây giờ hết hạn mình đang gửi đi làm. Dân thì đòi khổ thì phải... Nhưng thế thì cũng phải chịu khó đi anh em biên phòng đấy hồng tạo điều kiện giúp đời. Cùng để tạo điều kiện cho bà con làm ăn thì đơn vị cùng làm thủ tục cho một số phương tiện là người ta ra tới hoạt động. Nhưng theo quy định thì cũng được không? Theo quy định thì nói về quy định thì không được. Thống kê từ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 532 tàu cá có chiều dài trên 12 mét. Nhưng chỉ có 170 tàu đang có đăng kiểm, đạt 32%. Hơn 500 tàu cá dài trên 6 mét không có giấy chứng nhận đăng ký. Dù không đủ điều kiện, nhưng các tàu cá vẫn ngang nhiên hoạt động trên vùng biển Hà Tĩnh, thậm chí ra Bắc vào Nam để khai thác. Không có chứng nhận được nên cũng theo ghi nhận của anh thì bọn em sẽ có cái văn bản gửi cho các cái đơn vị liên quan để làm rõ việc này và xử lý trong thời gian tới. Nỗ lực gỡ thẻ vàng EC là quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Thế nhưng, khi chính những cơ quan đóng vai trò chủ chốt, thực thi pháp luật phòng chống khai thác thủy sản trái phép, lại có thái độ dung túng, thậm chí tiếp tay cho sai phạm như hiện nay, thì mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.